Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock. Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để Dân có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay vàng nên đấy của ta là một phiên phục hồi được và tạm ổn nhưng chưa có sự quyết liệt lắm. Cụ thể vàng nên chỉ tăng 11,47 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1039,66 điểm. Giá trị giao dịch ở mức trung bình 13.064,79 tỷ và đang yếu tố phân hóa dòng tiền khá rõ rệt. Nhìn chung ở hiện tại thì chúng ta vẫn đang là một cái trend xu thế giảm, nhưng nhìn về phương diện phân tích thực thì hiện tại thì chúng ta đã về những vùng hỗ trợ khá cứng là nơi hợp lưu giữa Fibonacci thối lui 0.382 cũng như là cái kênh xu thế giảm này, đánh giá rằng ấy thì chúng ta nó sẽ có một cái nhịp phục hồi trong ngắn hạn lên lại vùng 1070 cộng trừ 10 điểm rồi lại tiếp tục giảm tiếp. Thì giống như đoạn nào, giống như đoạn này thôi, thì chúng ta này đang là gì ạ? Đang là cái trend xu thế giảm nhưng nó chạm về những vùng Fibonacci thối lui này 0.618 cũng như là cái nơi hợp lưu với cái kênh xuống giảm này thì sẽ bắt đầu có một nhịp phục hồi lên, nhưng phục hồi lên gặp lại cản lại tiếp tục ở biên rơi này, hoặc là giống đồng này nó cũng tương tự như vậy này, thì chúng ta này nó cũng rơi về Fibonacci thối lui này đúng chưa ạ? Hợp lưu với gì ạ? Với kênh xuống giảm của nó, rồi sau đó cũng sẽ có nhịp phục hồi lại tiếp tục quay đầu giảm tiếp. Hoặc ở đây anh chị thấy này, về Fibonacci thối lui này nó cũng sẽ phục hồi lên rồi lại tiếp tục giảm tiếp, nên đánh giá rằng ở đây nó chỉ là nhịp phục hồi ngắn hạn thôi chứ chưa xuất hiện cái đáy trung hạn để chúng ta có thể là tham gia về trung hạn. Và ở đây nói về cấp độ tâm lý cho tôi dễ hiểu rằng ấy là khi một thị trường ta nó rơi đúng chưa, từ trên cao nó rơi xuống và khi nó gặp hỗ trợ thì những cái nguồn cung lên đây này họ sẽ không bán ra, tại vì thấy cổ phiếu về hỗ trợ hết, cũng như những cái lực cầu bắt đáy từ bên ngoài vào, và khi cung lên đây không bán ra mà cầu bắt đáy vào thì sao, thì sẽ bắt đầu xuất hiện một cái nhịp phục hồi đúng chưa. Nhưng mà khi nó phục hồi đến một cái ngưỡng kháng cự thì sẽ có những nguồn cung do đầu tư đang kẹp hàng ở trên gì ạ, ở vùng gọi là kháng cự trước bán ra, nhà đầu tư đang có lãi bán ra, và khi hàng cũng bán ra thì sao, nó sẽ bắt đầu nó quay đầu nó giảm tiếp đúng chưa ạ. Nên chiến lược hiện tại đối với nhà đầu tư nào mình đang bị kẹp hàng thì canh những nhịp hồi này này để mình hạ bớt tỷ trọng, để mình còn những cái lượng tiền để khi chúng ta tạo ra vùng đáy trung hạn để chúng ta có thể trung bình giá và chờ một nhịp hồi mạnh để chúng ta có thể là bán ra để chúng ta đỡ lỗ hơn. Còn đầu tư mình đánh về gì ạ? Đánh về ngắn hạn ấy thì có thể là canh những cái nhịp gọi là vào nhanh ra nhanh, còn trung và dài hạn thì chúng ta phải đứng ngoài thôi, tại vì nó chưa có xuất hiện cái đáy trung hạn làm sao chúng ta vào được. Và em nói cho đầu tư dễ hiểu về vì sao là chưa đánh trung và dài hạn được, tại vì chúng ta nó chưa tích lũy nên chưa đánh trung hạn và dài hạn được, thì chúng ta nó sẽ có quy luật về nguyên nhân kết quả. Ví dụ ở đây anh chị thấy đi, nếu mà nó xuất hiện một cái nhịp hồi về trung hạn đâu khoảng là 2 tháng thì như thế này nó phải có một cái biên tích lũy như này đúng vậy. Anh chị thấy là tích lũy đâu khoảng là 17 tháng 6 này, tích lũy cho đến đâu khoảng là 29 tháng 7, tích lũy một tháng thì mới có một cái giai đoạn tăng đâu khoảng là gần 2 tháng đúng vậy. Hoặc là anh chị thấy đi, nó tích lũy ngắn sao nó chỉ tăng ngắn thôi, anh chị thấy rõ ràng rằng này tích lũy đâu khoảng từ 12 tháng 5 cho đến bao lâu ạ? À? Cho đến khoảng là 24 năm, tích lũy 2 tầng thì chỉ có một nhịp tăng ngắn này thôi đúng giờ, chứ làm sao có nhịp tăng dài được. Và anh chị thấy đây đi, tại vì sao có nhịp tăng dài như thế này, tại vì anh chị thấy này tích lũy đâu khoảng là 10 tháng 10 cho đến bao lâu ạ? À? Cho đến đâu khoảng là 1 tháng 6 đúng giờ, tích lũy trên 6 tháng thì như thế này có nhịp tăng bao nhiêu tháng ạ? À? Đâu khoảng là trên, đâu khoảng là trên 4 tháng đúng giờ. Hoặc là anh chị thấy những cái chu kỳ phía trước đi, nó cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ anh chị thấy tại vì sao đây là có nhịp hoàn ngắn thôi, tại vì anh chị thấy đây nó có đâu tích lũy đâu, là như thế này nó rơi nhanh mà không có tích lũy được 4 phiên thì sẽ tăng một thời gian ngắn rồi lại tiếp tục giảm đúng dạ. Thường thường nó sẽ có quy luật về nguyên nhân kết quả, tích lũy càng lớn thì tăng càng lớn, tích lũy càng dài sẽ tăng càng dài. Nên nói ở đây nó chỉ là nhịp tăng ngắn thôi, nên nhà đầu tư nào chuyên nghiệp mà mình có thể là trending được thì có thể là vào nhanh ra nhanh thôi, chứ làm gì có nhịp trung hạn chúng ta đánh đâu. Đó, trung hạn chúng ta phải chờ những vùng giá sâu hơn thì chúng ta mới vào. Và ở đây chỉ thấy cái biên của nó từ 1040 mà lên 1070 chỉ có 30 điểm thôi thì sẽ rất là khó. Nhà đầu tư mua thắng thì thắng ít nhưng mà thua thua nhiều. Em ví dụ như giai đoạn phía trước đi, anh chị nhà đầu tư mua ví dụ như con gì à, con SI đi, nhà đầu tư mua đúng điểm để lướt ngắn hạn nhưng mà lãi lãi được bao nhiêu, lãi rất ít. Ví dụ anh chị mua đúng điểm này đi đúng giờ, anh chị thấy là mua đúng điểm này luôn đi, anh chị thấy đi, anh chị mua giá 29.7 luôn, cho anh chị mua giá thấp nhất luôn, anh chị lãi lãi được bao nhiêu? Tôi lên đây này lãi được 13%, nhưng lỗ anh chị thế này mà không bán kịp mà nắm luôn sao, làm cả 26%. Hoặc nhà đầu tư mua đúng điểm này đi, hàng về lại được 5-6%, nhưng lỗ như thế này đánh 3-4 cây sàn đúng giờ. Trong một cái trend xu thế giảm chúng ta thấy rằng ấy, cái biên độ rủi ro sẽ lớn hơn cái biên độ lợi nhuận, nên nhà đầu tư nào mình ấy chuyên nghiệp hãy vào, chứ nhà đầu tư mình mà không có chuyên nghiệp mà mình không theo dõi chỉ một phiên thôi, nó mở biên rơi thế này sẽ rất khó xử lý. Hay là anh chị thấy những mã cổ phiếu như con gì ạ, như BCG đi, đây nhà đầu tư mình chuyên nghiệp đúng chưa ạ, nếu mà bắt được đúng những điểm này này đó, nhà đầu tư thấy lên đây này lại được bao nhiêu, từ đây lên đây này lại được khoảng 800, nhưng chị thấy này bán không kịp một cái thôi nó đi bao nhiêu trăm, 20% đúng giờ. Nên chị thấy tỷ lệ rủi ro ở đoạn này nó luôn luôn lớn hơn cái tỷ lệ lợi nhuận. Và anh chị chắc rằng gì, anh chị đã bắt được điểm này chưa đúng giờ. Nên đối với nhà đầu tư mình không chuyên nghiệp thì mình hiện tại sẽ chưa nên vào đó thị trường, mà chúng ta phải chờ đợi một cái đáy trung hạn để chúng ta tham gia.
Thì thường thường sau khi chúng ta nó rơi nhịp số 3, nó xuất hiện với nhịp gọi là đáy trung hạn. Anh chị thấy ở đây đi, nó rơi này, một nhịp, hai nhịp và nhịp rơi số 3, sau quay trở lại thì sẽ có một cái nhịp gọi là đánh trung hạn cho thị trường, đúng dạ. Và như thế này, cái nhịp số 3 này nó sẽ có thời gian 2 tháng để chúng ta tìm kiếm cơ hội đầu tư. Và như thế này nó tạo ra những biên tích lũy cũng như tạo ra đáy sau cao trước, thì chúng ta tham gia xác suất thắng ta sẽ nhiều hơn. Tại vì anh chị thấy rằng ấy, thì chúng ta nó bước vào xu thế tăng, đúng dạ. Và anh chị đầu tư mua 10 mã anh chị thắng 8 mã, còn trong xu thế giảm đi anh chị nhớ đầu tư mua 10 mã anh chị đã thua hết đâu khoảng là 8 mã rồi. Nên khi nào xác suất thắng ta cao chúng ta hãy vào, còn xác suất thắng ta nó thấp thì chúng ta hạn chế tham gia. Hoặc là anh chị thấy đoạn này này, thì chúng ta này đơn này, một nhịp này, hai nhịp này, nhịp số 3 này, thì nó sẽ có gì ạ? Có cái đáy này, đáy trung hạn này, đúng vậy ạ. Và khi tạo ra đáy trung hạn này, anh chị thấy này, tha hồ tìm kiếm cơ hội để tham gia. Và một nhà đầu tư ấy, thông minh ấy, họ chỉ cần mua đâu ạ? Bắp chân. Và bán đâu ạ? Bán phần vai là thành công, chứ không cần phải mua đáy và bán đỉnh. Tại chúng ta đâu biết đó là đáy đâu. Tại đi qua đáy, chúng ta biết đó là đáy, và đi qua đỉnh, chúng ta biết đó là đỉnh. Nên chúng ta cứ chờ đợi chúng ta có sự xác nhận, chúng ta vào. Chúng ta đừng có cầm đèn chỉ trước ô tô. Ví dụ như đầu tư mình cầm đèn trước ô tô đi. Ở đây này anh chị thấy này, nó hồi đường tí thôi, rồi lao vào mua, lại bắt đầu này, bắt đầu cắt lỗ đi ra. Ở đây cũng tương tự như vậy anh chị thấy này, nó chưa rơi xong nhiều tư bắt đầu, nó phục hồi một phiên rồi lao vào mua, nó chưa có sự tích lũy, nó cũng chưa phiên một lỗ đà, đầu tư mua này, nó rơi như thế này, đúng chưa ạ? Thì làm sao mà xử lý? Nên chị thấy rõ ràng rằng ấy, trong thị trường này đang trên xu hướng giảm, chúng ta nên làm gì? Là chúng ta nên giữ tiền, đúng chưa ạ? Chứ không phải là chúng ta kiếm tiền trong thị trường giảm. Cái việc giữ tiền là cái việc quan trọng nhất, để khi chúng ta xuất hiện cái gì ạ, một cái đáy trung hạn để chúng ta còn tiền chúng ta đầu tư. Chứ không phải là vô đoạn này bắt đầu vô full margin xong bắt đầu kẹp hàng thì sao, thì đoạn sau làm gì còn tiền để đánh đâu. Mình chỉ biết rằng ấy, những nhà đầu tư mình thường là thua lỗ sau đỉnh nhiều hơn là thua lỗ khi mua ngay đỉnh. Tại vì nhà đầu tư mua ngay đỉnh thì nó vẫn có nhịp hồi để mình xử lý. Ví dụ ở đây nhà đầu tư mua ngay đỉnh, đúng dạ, nó rơi như thế này, nó vẫn có hồi để đầu tư mình xử lý. Nhưng nhà đầu tư mình lỡ mua sau đỉnh, mua phiên này này, nó rơi khoảng 2 phiên lỗ 13% làm sao xử lý. Rồi anh chị lỡ mua đây này, nó rơi đâu khoảng 5 6 phiên liên tục không có hồi làm sao xử lý được, đúng chưa? Cứ thấy ở nó rơi, kỳ vọng nó hồi nhưng mà không hồi, nó đi luôn thì làm sao xử lý. Nên chị thấy rõ ràng rằng rất nhiều tư chết sau đỉnh nhiều hơn là chết ngay đỉnh, đúng chưa? Thì đoạn này anh chị thấy đây, nó vẫn là trên xu giảm, nó có dấu hiệu đảo chiều chưa? Làm gì có dấu hiệu đảo chiều, một có một phiên như thế này nó chưa có đảo chiều được đâu. Nếu mà muốn đảo chiều thì sao ạ? Nó phải có một cái yếu tố tích lũy dài, hoặc là có yếu tố kết lại thành công, và có một phiên ấy bùng nổi đà, nó đánh vượt khỏi cái kênh xuống giảm này luôn, và cái vol nó phải gấp 1,5 đến 2 lần khối lượng trung bình phiên. Hiểu rồi, chúng ta mới vào tranh chính. Mà chất đoạn này với bối cảnh hiện tại thì đánh giá rằng nó chưa có một cái nhịp uptrend lại đâu. Thì đây nó đang bước vào đảo trend rồi, thì chúng ta cứ chờ đợi và kiên nhẫn theo thị trường. Trong thị trường này tiền ấy nó không tự sinh ra mất đi, nó chỉ chuyển từ gì ạ? Chuyển từ những nhà đầu tư không kiên nhẫn sang cho nhà đầu tư kiên nhẫn. Và anh chị cứ chờ đợi đi, thì chúng ta nó sẽ có một cơ hội cực kỳ lớn. Còn đoạn này nó cơ hội nhỏ thì sao ạ? Chúng ta sẽ bỏ qua. Đó, còn nhà đầu tư nào mà chuyên nghiệp thì có thể là canh vào nhanh ra nhanh được, quan điểm rõ ràng thì đánh giá nó sẽ có nhịp hồi đó, nhưng mà cái biên độ này nó không đủ để em có thể là tìm kiếm cái cơ hội lớn, thì em sẽ bỏ qua, em chờ đợi cơ hội lớn hơn. Và trong thị trường này đúng sai quan trọng khi chúng ta đúng chúng ta được bao nhiêu, và khi chúng ta sai chúng ta mất bao nhiêu. Còn bây giờ cũng sẽ phân tích về những mã cổ phiếu nhiều hơn để tôi có thể là nắm bắt và tham khảo, để cho chúng tôi kịp hàng có thể là canh xử lý cổ phiếu được một cách tốt nhất. Còn hiện tại thì quan điểm của em này, trong những ngày hiện tại vẫn đang cầm tiền thôi, chứ nó vẫn chưa có gì hết, vẫn chưa mua mới cổ phiếu, tại vì nó chưa xuất hiện cơ hội lớn. Và em ở đây cũng khuyến nghị cho cộng đồng, và thực chất ở đây ấy là cộng đồng của em, thì nhà đầu tư mình cũng có đầu tư 1 năm 2 năm, cũng có những đầu tư mới tham gia, nên đối với em thì cái biên độ của nó khá nhỏ, và nhà đầu tư cũng chưa có thể gọi là quan sát thị trường liên tục được. Nên ở đây những cơ hội nhỏ hồi lên này thì em sẽ không tham gia. Quan điểm rất rõ ràng, em biết nó sẽ hồi nhưng mình sẽ không tham gia. Thì bây giờ em sẽ phân tích qua những mã cổ phiếu đầu tư có thể tham khảo. Và bây giờ anh chị nhìn qua cái bên Dow Jones này, nó cũng chưa được đẹp lắm đúng chưa? Dow Jones vẫn giảm 77 điểm này, Dow Jones tương lai này. Còn chỉ số gọi là DXY này, nó cũng đang có những cái thế nó vượt đỉnh này. Nên nó cũng đang gọi là tạo ra tâm lý cho thị trường ấy. Thì bây giờ nhìn qua những mã cổ phiếu khác đi. Đầu tiên là những mã cổ phiếu dòng bất động sản đi, giống dụ như con BCG. Thì nhìn chung nó rơi sau thì phục hồi là việc bình thường. Ví dụ nó rơi đó khoảng 1 2 phiên thì nó sẽ phục hồi lại, đúng chưa? Thì đây trend của nó như thế nào, quan trọng nhất trend của con BCG nó vẫn là trend lai giảm. Nhìn đây có ai nói rằng nó là trend lai tăng đâu, đúng giờ trend lai giảm, và nó giảm khá thấp. Và giảm về đâu? Giảm về cái vùng gọi là hỗ trợ cứng của nó, thì nó phục hồi là bình thường. Đây là vùng hỗ trợ cứng của nó này,
là sự phục hồi bình thường. Nhưng mà để mua liền ấy thì chúng ta mua được chưa? Đối với em ấy, nhà đầu tư ngắn hạn ấy thì phải chờ gì? Chờ cái nhịp gọi là retest lại vùng gồ hỗ trợ nó này. Đó, hỗ trợ nhưng mà phải retest thành công quanh thấp nha, nó phải có nhịp hướng lên. Đó thì đó là nhịp để chúng ta đánh T cộng để kỳ vọng cho nhịp gì ạ? Nhịp về đâu khoảng là vùng giá đâu khoảng là giá 7.9 như này để chúng ta bán trong ngắn hạn. Mà từ đây đến đây này, nhà tư thế này được bao nhiêu trăm? Đâu khoảng 5-7% thì thôi, chứ không phải cơ hội lớn. Nó chưa có thể đánh lên đâu khoảng giá chín hoặc là lên giá khoảng giá 10 được đâu. Tại vì trend này trend là giảm mà, và nó vẫn chưa có sự tích lũy, sẽ chưa tăng được. Và anh chị thấy đây một cái thị trường ấy mà nó đang trên là giảm ấy, nó hồi thì hồi trong ngắn hạn thôi. Ví dụ anh chị thấy đây ở đoạn này này, đây anh chị thấy là đây là trên là giảm nó nè. Đó, mặc dù nó sẽ có hồi nhưng anh chị thấy này, nó hồi trước khi nó hồi phải có gì, nó phải có tích lũy như này này nó mới hồi được, chứ đang mở biên nó cắm đầu rơi như này này, nó mở biên cắm đầu rơi như này, nhà tư kỳ vọng hồi đâu khoảng ăn 30-40% làm gì có, đúng chưa ạ? Phải cho tích lũy đủ như này, nó giặt lên giặt xuống liên tục như này này, tích lũy đâu khoảng 1-2 tháng đi mới có nhịp hồi trung hạn cho nhà đầu tư mình. Anh đây chị thấy đi, nó không phải giặt lên giặt xuống một thời gian này mới bắt đầu có nhịp hồi trung hạn cho nhà đầu tư mình. Đoạn này đánh khó không? Đánh rất là khó, đúng chưa ạ? Nhà đầu tư mình chuyên nghiệp mình có thể bắt vào nhanh ra nhanh thôi, chứ đầu tư mình cứ tay mơ mà cứ vào thôi anh chị thấy toàn là bị thịt thôi, đúng chưa ạ? Tại vì trên là giảm này, nhà đầu tư mua giá nào trả lỗ, còn trên tăng nhà đầu tư sẽ ngược lại, nên ta cứ chờ cho nó rơi xong đi cái đã. Ví dụ đây cho rơi xong đi, cho rơi xong nhịp này đi, đúng chưa? Tạo hai đáy vào, ví dụ đây này một đáy này cho tăng khúc này cũng không phải điểm vào, hai đáy này điểm này điểm vào, đúng chưa ạ? Đó, hoặc nhà đầu tư có thể vào điểm này này, nó vẫn chưa muộn, cần mua bắp chân bán vàng thành công. Chứ đoạn này nó rơi bây giờ nhà đầu tư ở đây có ai dám khẳng đáy đâu, có thể kỳ vọng phục hồi lên giá 8 không? Làm sao phục hồi giá 8 nhưng khi nó chưa có tích lũy? Thì đoạn này thì nhìn chung nó chỉ nhịp hồi ngắn hạn thôi, và chúng ta cũng sẽ không nên gọi là cầm đèn trước ô tô làm gì. Đoạn này phục hồi phiên nó cũng chưa nói lên vấn đề cả, nhưng mà đối với em thì ngắn hạn thì khả năng sẽ phục hồi vùng giá đâu khoảng là giá 8 này, nhà đầu tư kẹp hàng lên đây bán. Còn đối với em thì điểm mới chưa có, chưa xuất hiện một cái đáy trung hạn để chúng ta tham gia, nó chưa đủ thời gian để chúng ta có thể là tìm cái đáy trung hạn đó. Rồi tiếp tục sell, sell ở đây anh chị nhà đầu tư thấy ba đáy vậy thôi, nhưng mà thực chất nó cũng chỉ là nhịp hồi để quay lại test line thôi. Ví dụ như hồi nhiều lắm thì có thể lên giá bao nhiêu ạ? À? Hồi nhiều lắm thì có thể lên vùng MA này nè, đó 22.5 gì đó sẽ quay đầu giảm. Nhìn chung đó em thì hiện tại nó vẫn là trên giảm thì vẫn chưa điểm mua, nó đang hình thành thế gì đây đây, nó đang hình thành vai đầu vai đây này, vai này đó, đây là cái đầu này, và đang muốn làm thêm cái vai phải này này đó, nên nhà đầu tư mình hết sức cẩn trọng đó, nên nhà đầu tư mình lưu ý có thì canh tăng lên để bán không phải điểm mua, nên quan sát và chờ đợi tim đối với sale. DIG thì nhìn chung chỉ thế này, hôm nay phục hồi cũng khá tốt này, hai đáy này hướng lên thì kỳ vọng sẽ có nhịp quay lại back test lại gì ạ? À? Lại cản của nó đó, rồi vùng giá là khoảng 223 ở đó, nhà đầu tư kẹp hàng lên đây để bán này, có lãi đây canh lên đây bán. Còn điểm mới đối với mình thì chưa có, tại vì trend nó vẫn chưa là giảm. Anh chị cứ thấy một cái trend là giảm đây, nó có thể là sideways, nó có thể cân bằng, nó có thể hồi nhẹ nhẹ lên. Anh chị thấy này, giống đoạn này này nó vẫn có thể này, đó, cân bằng bằng hồi nhẹ nhẹ lên như thế này, nhưng mà anh chị thấy này nó chưa vượt khỏi khỏi cản thì sao nó vẫn có thể rơi lại bình thường. Chị thấy này, đây trend là giảm này, đúng chưa ạ? Và khi nó hồi rất ít, như thế hồi hồi được vài phiên nó giảm 2-3 phiên. Đây chị thấy hồi này mua đúng điểm đi, ví dụ mua đúng điểm này thì lãi được bao nhiêu đâu, lãi được 5-7%, nhưng nó rơi bán không kịp sao, nó đi được khoảng 9-10 cây sàn. Đúng giờ anh chị thấy điểm ở đây đi, nó rơi khá là kinh đó, nó chưa rơi xong đâu. Đó nên chúng ta thấy rằng đây đoạn này mua thì kỳ vọng đâu khoảng 5-7% là vừa, chứ đừng có kỳ vọng nhiều quá. Anh chị kỳ vọng nhiều quá, ví dụ kỳ vọng lên đây này, mặc dù nó tăng lên đây, đúng giờ nhà đầu tư có lãi không chịu chốt, nó bắt đầu nó mở biên nó giảm sàn liên tục luôn, thì làm sao nhà đầu tư mình có thể là mà bán kịp, đúng giờ? Nên nếu mà có lãi thì cứ hồi đây nhà đầu tư bán đi, đánh trong ngắn hạn thôi, còn trong dài hạn thì nó giá chưa có lãi đâu. Nó đang đâu ở đoạn nào, cái nó cũng đang ở đoạn này thôi, đúng giờ nếu mà nó hồi được cùng lắm nhiều đây đó. Sau đó chị thấy mở biên nó giảm kinh không, chính đánh chín cái sàn liên tục năm 2022 này, nên thị trường nó kinh lắm, nên chị đầu tư đừng có cố gắng mà ví dụ như mua đúng điểm này đi thì lên anh chị thấy được 5-7% hay 10% gì đó chúng ta bán đi, 15% chúng ta bán đi, cứ cố gắng nắm giữ là kỳ vọng trung hạn dài hạn, làm gì có cái đáy trung hạn dài hạn ở chỗ này. Chúng ta phải xác định bây giờ đánh là đánh ngắn, đánh lướt thì cộng chứ không phải là đánh trung và dài hạn, làm gì có đánh trung dài hạn được, tại vì khi nó chưa có tích lũy và thì chúng ta nó sẽ tuân theo quy luật về nguyên nhân kết quả, đúng chưa? Ông Richard Wyckoff ông có đề cập rất rõ trong cái quyển sách VSA, nhà tôi nào đọc chuyên sâu thì chỉ cần nắm ba cái quy luật chính thôi, quy luật nguyên nhân kết quả này, quy luật về hệ quả này, quy luật về cung cầu này thì sẽ đầu tư rất là tốt, đúng giờ. Còn muốn biết ba quy luật đó là như thế nào thì có thể lên Google nhà đầu tư mình search thì nó sẽ ra cho đầu tư mình. Và như thế đây tích lũy thì cùng lắm tăng được vài phần trăm, nhiều từ kỳ vọng về trung hạn này, rồi nó đánh một nhát thôi như thế này, rồi đi đi đâu khoảng 45-50% luôn đó. Nên chúng ta phải xác định rằng đoạn này đánh là đánh ngắn không phải đánh dài, trung hạn thì chúng ta phải chờ đợi thêm có sự hoảng loạn và tích lũy dài hơn như thế này chúng ta mới đánh trung hạn được.
đúng giờ tích lũy đâu khoảng từ 2 tuần đến 1 tháng thì lúc đó mới có nhịp để chúng ta đánh trung hạn. Còn bây giờ mọi nhịp đánh chỉ là ngắn hạn, đánh chỉ là ngắn hạn thôi. Nên quan điểm rất rõ ràng ở đoạn này là hồi ngắn hạn chứ sẽ không thể mà chúng ta đánh về trung và dài hạn được. Đó, nên nhà đầu tư mình có thì cứ canh hồi lên hạ. Còn trong thị trường giảm cầm tiền là gọi là gì ạ? Gọi là tối ưu nhất rồi. Chờ cơ hội lớn hơn. Em bây giờ chỉ chờ một cơ hội trung hạn thôi. Còn bây giờ thực chất thì chúng ta làm gì có cơ hội trung hạn đâu. Chỉ là nhịp hồi ngắn hạn thôi. Quan điểm rõ ràng đúng giờ lên đây chúng ta canh. Nhà đầu tư kịp hàng lên đây hạ ra bớt này. Còn tôi nào có lãi lên đây bán này. Còn tôi muốn đánh lướt thì phiên hôm nay hoặc là phiên ngày mai chỉnh nhẹ nhẹ có thể mua, đâu cần hàng về tương ba là bán liền. Đó, nên lưu ý đối với cái vùng kháng cự là vùng giá khoảng là 22, 23, đó là phiếu DG. DG nhìn chung ở đây nó cũng sideways, nếu mà phục hồi thì nó có thể phục hồi vùng giá 19 này, nhà tôi muốn bán lên vùng giá 19 bán này, mua mới gì đó mình thì biên độ của nó không đủ lớn để chúng ta tham gia mua mới. Cơ hội thì ở ngắn hạn có thể 5-7%. Nhưng mà nếu lỗ mà bán không kịp thì sao, có thể lỗ 20-30% là bình thường. Nên hiện tại nhà đầu tư có thì cứ canh tăng lên để bán thôi. Còn điểm mua mới thực chất thì mình không đánh giá cao cho những nhà đầu tư nào mình đến về trung dài hạn. Thì kỳ vọng sẽ vùng giá vùng hồi 19 này này. HDC thì nhìn chung thì nó cũng sideways nền này. Nhà đầu tư mình có thì muốn bán thì canh tăng lên để bán. Còn cái điểm mua mới thì đối với mình chưa có, nó chưa xuất hiện một cái cơ hội đủ lớn để chúng ta tham gia. Novaland thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Trên thì vẫn trên lại giảm, nó cũng là mã phiếu bao cung đó. Nhiều tư là mình có thì canh tăng lên để hạ, điểm mua mới chưa có. Nếu mà mã phiếu này tăng thì thị trường thì nó cũng sẽ tăng lên giá 14 này đó, thì vùng giá 14 15 là vùng ta bán này, tại vì vùng này cũng là vùng cản. Còn việc mà thì nó đánh cũng khá là kinh rồi, nó rơi như thế này thì cũng không biết đâu là đáy, nó rơi như thế này thì có điểm mua đâu, là mình có điểm mua. Anh chị thấy đi đánh giống như động phía trước đi, đánh làm gì có điểm mua đâu, mua vào là toàn như vậy, toàn dính những con nhau rơi không. Nó đánh mở phiếu bao cung ví dụ sideways và sideways phiên này nó sẽ có nhịp hồi, sideways phiên nó sẽ có nhịp hồi những lời tiếp. Đúng giờ chị thấy đi trong cái xu hướng giảm nó kiếm tiền rất là khó, lãi lãi nhiêu lãi được 5-7% là cùng, nên chị thấy lỗ lỗ rất nhiều đúng giờ. Đoạn này thực chất cái rủi ro nó nhiều hơn cơ hội đó, nên đối với em thì cầm tiền nó sẽ vẫn là tối ưu nhất chứ không phải là chúng ta cầm hàng đâu. Cầm hàng lên đây nó hồi lên được nhiêu anh chị thấy, hồi lắm cùng lắm cây trần, cố gắng kiếm tiền trong thị trường đầu trend này đúng chưa ạ. Nhưng mà bán không kịp sao nó đi một phát nữa thì nó sẽ đi luôn. Nên đối với em thì nhà đầu tư là mình ngắn hạn là chấp nhận rủi ro thì có thể vợ ở đây mua được, nhưng chúng ta phải đặt stop loss ở đây. Đúng giờ chấp nhận rủi ro thì năm ăn năm thua thôi, đó là cược thôi, lên vùng này đúng giờ thì bán chứ không cầm lâu. Còn nếu mà nó ví dụ như ở đây mua đúng điểm này mà sai sao, cắt lỗ đúng giờ. Ở đây chỉ là cược thôi chứ làm gì mà có một cái phương pháp gì đánh về trung hạn ở độ điểm này, tại vì xuống của nó xuống giảm tích lũy không có thì làm sao đánh trung hạn đúng chưa. Ví dụ ở đây chị thấy đi, tại vì sắm tăng lên một nhịp như này thì nó phải có tích lũy như này này mới tăng như này. Ví dụ ở đây chị thấy nó tích lũy như này mới tăng được nhịp này, tích lũy ngắn như này nó sẽ tăng nhịp ngắn đúng chưa. Còn đây tại sao có nhịp tăng dài như này, tại vì đây nó là cái tích lũy dài nó này đúng chưa. Nó sẽ theo quy luật nhưng kết quả quan trọng từng có nắm bắt được quy luật đó hay không. Còn bây giờ em đánh giá rằng nó chưa có cơ hội đâu thì chúng ta cứ chờ đợi quan sát tiền nó việc mà tích sản đầu này nó giá cũng chưa tích sản được. Tại vì sao ạ? Tại vì nó chưa tạo ra biên tích lũy hay chưa tạo ra cái gì ạ? Sự hoảng loạn đúng chưa ạ? Em đánh giá rằng ở đây nó cũng chưa có rẻ đâu, nên cứ chờ đợi thêm. Còn vết này gì thế này đánh cũng khá là khó chịu, đúng giờ đánh giảm thủng trên line liên tục, thủng đáy liên tục thì biết đâu là đáy đâu. Có khi nó về giá dưới đâu khoảng là giá 32, giá 30 lại luôn. Còn đây trên xu thế sẽ giảm nó giảm như thế này thì đâu biết đâu là đáy đâu. Còn mua mới được không? Em cũng chả biết mua mới được không, tại vì sao ạ? Tại vì rơi như thế này này, cái thế của nó thế bao cung nữa, làm sao phân tích được cung cầu. Một cái mã cổ phiếu cung cầu đàng hoàng nó sẽ không dẫn động như thế này. Chị thấy đầu cứ đầu phiên giảm cứ tăng, đầu phiên giảm cứ tăng, chủ yếu đánh phái sinh là chính, chứ chị thấy cung cầu sao phân tích được. Ở đây ai phân tích được cung cầu nó đâu. Đầu phiên giảm cứ tăng, đầu phiên giảm cứ tăng là do ý chí của tổ chức thôi. Làm sao phân tích được, thì cái nào không phân tích được chúng ta cứ bỏ qua, và mã phiếu này em sẽ không tham gia tại vì em biết nó là bao cung. Rồi tiếp tục chứng khoán đi, chứng khoán mình chỉ thế này, một phiên sàn một phiên trần rất là bình thường, nhưng mà ở đây có điểm mua chưa. Nhìn chung ấy đối với em hiện tại em đánh giá rằng chưa điểm mua, tại vì sao ạ? Đợi chất nó hồi trong ngắn hạn, ví dụ như hồi cùng lắm lên bao nhiêu, nó hồi cùng lắm lên giá khoảng 28 này hoặc là 30 này, từ đây đến đây này, nhưng đâu phải hồi chữ V đâu, nó phải giặt 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 giặt, ví dụ như giặt xuống đây này rồi giặt lên này, chứ không phải là nó đánh một phát lên luôn đâu. Tại vì lên đây rất nhiều nguồn cung nó muốn bán ra chứ không phải là nó tự nhiên lên liền đó. Nên đối với mã phiếu này này tôi có thì canh những nhịp hồi lên, ví dụ như test deadline là nhịp chúng ta bán đúng dạ. Còn điểm mua trung hạn sẽ chưa có, ở đây chị thấy chưa mở biên lời xong nữa mà nhịp mua trung hạn là nhịp có, anh chị đừng có kỳ vọng ở đây rồi bắt đầu nó tăng lên hình chữ V, tăng lên nó khoảng 40 41 thì làm gì có đâu. Đúng giờ nó cũng đã
tương đúng về quy luật nguyên nhân kết quả rồi, tích lũy 6 đến 8 tháng thì sẽ có chu kỳ tăng đâu khoảng 200 đến 300% rồi. Đó, thì ở đây nhà đầu tư kỳ vọng cái gì nữa? Ở đây nó đang nhịp nào? Nó đang chỉ nhịp rơi này thôi này. Đó, nhịp rơi này này. Đó thì bắt đầu nó sẽ có sự phục hồi lên này. Ví dụ anh chị thấy phiên trước gì ạ? Phiên trước là sàn, phiên sau nó trần, nó phục hồi động phiên lại tiếp tục nó đạp. Sau đó mới bắt đầu có nhịp hồi này để quay lại technical line này, đúng chưa ạ? À? Thì đó em thì khả năng con SI đang ở trong nhịp này này, đang nhịp hồi ngắn ngắn này thôi, nó đạp xuống cái nữa mới bắt đầu có nhịp hồi lên. Thì khả năng sao ạ? À? Ví dụ như ở đây nếu mà nó hồi, ví dụ ngày mai nó hồi luôn đi thì nhà đầu tư canh bán hết. Còn nếu ngày mai nó sideways ở đây này. Đó nó đạp xuống cái nhẹ. Đạp xuống cái nhẹ đâu giá đâu khoảng như đây này có thể canh vào bắt gọi là ngắn hạn này. Đó kỳ vọng nhịp quay lại tính live bán này. Đúng giờ 24 29 để được nắm giá. Thì kịch bản nó sẽ như thế thôi, nhưng chúng ta phải quan sát sự vận động cung cầu nó như thế nào. Thì ở đây nó đang ở nhịp giảm, gọi là nhịp giảm số 1 thôi, nó chưa giảm xong đâu. Đối mã phiếu này khi nào nó giảm xong thì chúng ta mới có đáy được. SSI còn neo trên cao thì chưa có đáy đâu. Rồi tiếp tục là FTS này, anh chị thấy đi, nó rơi về đây phục hồi bình thường, khả năng nó giống như thị trường ấy, ví dụ như nó phục hồi lên test deadline cái lại đi tiếp, giống như vờ ni này. Giống như vờ ni đen gì thế này. Đây là đường deadline nó này. Đó. Nó phục hồi được vài phiên này test deadline lại tiếp tục đi bụi này. Thì FTS cũng tương tự như vậy thôi, đừng có kỳ vọng quá nhiều, nó hồi lên đây này, ăn được nhiều phần trăm đâu. Từ 34 mà lên 36 anh chị thấy được bao nhiêu phần trăm, từ đây lên đây này. Được 6-700 nhưng mà lỗ lỗ nhiều, lỗ rất nhiều, nên đó em thì ở đoạn này thì em sẽ không tham gia. Có thì đầu tư cứ canh hồi đi hạ chứ điểm mới làm gì có đâu, chỉ hồi ngắn hạn thôi. HCM cũng tương tự như vậy này, hồi thì co cho nó hồi giá 27 là cùng thôi, rồi lại quay đầu nó giảm, điểm mua mới không có, chủ yếu nhà đầu tư kẹp hàng canh hạ ra. Rồi đi qua dòng dòng thép này, dòng thép cái thế của nó thì nó cũng hơi xấu. Mã phiếu này lắp gáp, ví dụ ngày mai nó tăng lên cây nó đi dùng giá 25 là bắt đầu bị bán ngược lại. Nếu tôi mình có thì canh hồi đi hạ, điểm mua mới chưa có, nhưng mà phiếu này chưa giảm xong này thì khả năng thời gian sắp tới nó sẽ giảm giảm bù, nên hiện tại thì không có điểm mua, có thì phục hồi để hạ thôi, không phải điểm mua mới, tại vì lên gặp cây cản, lên đây gặp cản này, lên đây cũng gặp cản này, nên rất khó để tăng. Nam Kim tương tự như vậy này, SG cũng tương tự như vậy này, SG thì cho tăng lên cùng lắm lên đây này thì lại bắt đầu quay đầu giảm, nên đối với mình thì điểm mua mới thì chưa có đâu. Có thì canh hồi để hạ thôi. Đánh nhóm đoạn nào? Đánh nhóm đoạn đoạn giảm đầu này này, các bạn thấy này, đúng chưa? Nó chưa nhịp hồi trung hạn đâu. Ví dụ như đây nó rơi này, nó hồi lên này, nó rơi này, đúng chưa? Rồi sideways sideways hồi lên nhẹ đây thôi, lại tiếp tục rơi tiếp này. Thì đoạn này đang đoạn nào? Này anh chị thấy là đoạn đầu này, đó, đoạn đầu nó này, đúng chưa? Rồi sau đó đầu rơi này. Rơi này, đó, rơi này. Đúng chưa? Rơi này, rồi sau quần đây này nó hồi lên được nhịp nhẹ lại bắt đầu nó cắm đầu nó giảm. Thì bắt đầu xuất hiện đáy trung hạn, thì khả năng cái đáy trung hạn của thị trường nó cũng sẽ đánh giống như con HG này, nó phải rơi thêm khúc nữa thì lúc đó sẽ đáy trung hạn. Còn khi nào đáy trung hạn nó có nhịp hồi này thì em sẽ hướng dẫn nhau tin tham gia vào sau, đúng chưa ạ? Chắc chắn sẽ bắt được cái đáy này, nó sẽ có đầy đủ dấu hiệu chúng ta bắt, quan trọng chúng ta có nắm bắt được hay không. Còn bây giờ nó chỉ nhịp hồi ngắn thì em sẽ bỏ qua cơ hội ngắn, em chờ đáy trung hạn để tham gia. Thương mại MLG này đánh gọi là thống cáo luôn, đúng chưa ạ? Gọi là tháo cống và đánh thủng đáy cũng chưa biết đâu là đáy, và hôm nay chị thấy bán khá quyết liệt này, vân còn to hơn thì sao à, thì nó sẽ còn rơi tiếp, và con này còn rơi tiếp thì sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường chung. Anh chị thấy càng bán vân càng to đi, anh chị thấy càng bán này vân to sẽ càng rơi, khi nào bán vân nó cạn lại mới không rơi. Ví dụ anh chị thấy đây, bán càng vân càng to càng rơi, khi nào vân nó cạn lại bắt đầu nó ngừng rơi, càng to vân càng rơi này, các bạn thấy này, đây là cái đoạn này nó rơi này, vân càng to nó càng rơi, nhưng mà khi ấy, vân nó bắt đầu nó giảm lại này thì bắt đầu mới có nhịp phục hồi, nó sẽ luôn luôn là như vậy. Còn đây vòng to thì chưa biết đâu là đáy đâu. Còn xử lý thì xử lý sao? Đang kẹp hàng làm sao xử lý? Thì chờ đợi mỗi nhịp cân bằng. Sau đó sẽ có nhịp phục hồi để chúng ta bán sao? Có thể là nó rơi thêm một khúc nữa thì sẽ có nhịp phục hồi, ví dụ nó rơi như thế nào sẽ phục hồi như đó. Có thể phục hồi lên đây hoặc là có thể phục hồi về đây. Thì chúng ta kẹp hàng trên đây chúng ta canh những cái điểm cân bằng rồi trung bình giá để xử lý thôi. Chứ thực chất cái điểm mua mới thì chưa có đâu. Đang rơi thì biết đâu là đáy đâu. Nó cứ cắm đầu nó rơi như thế này làm gì phục hồi được. Ví dụ như nó có một phiên rơi như thế này đi, nó làm sao phục hồi chú B lên liền, đúng chưa? Nó làm sao phục hồi như thế này, nó rơi rơi vài phiên đã rồi hai đáy ba đáy gì mới lên. Ví dụ đây này hai đáy ba đáy mới lên, đây anh chị thấy này hai đáy ba đáy mới lên, đây này một đáy hai đáy mới lên, chứ làm gì có rơi một phiên hai phiên nó phục hồi chú B đâu, không có. Cái đó không theo quy luật về cung cầu, nên đối với em thì ở đây bởi MLG thì cứ tránh xa ra một bên đi, chờ đợi hai đáy ba đáy chúng ta sẽ vào lại sau. Còn kẹp hàng thì canh hai đáy ba đáy gì đó vào trung bình giá, nhịp hồi mạnh thì bày bán. Còn bây giờ nó bán như này cũng sẽ không bán tháo theo nữa. DigiWorld này,
nó rơi thì phục hồi là bình thường. Thì đây này, đây là đường neckline của mô hình vai đầu vai nó này, khả năng sẽ phục hồi giá khoảng 47 này, nó phục hồi lên đây này, tương ứng thị trường lên một vùng giá như là 1070, sau đó con này nó giảm, thị trường sẽ mở biên những giảm tiếp thì mới tạo ra nhịp đáy trung hạn được. Thì em có phân tích về đáy trung hạn những video trước ấy, nhà đầu tư có thể mình coi đúng vậy, những cái video này này em phân tích khá nhiều về đáy trung hạn, còn bây giờ nó chưa xuất hiện đáy trung hạn, nó chỉ là xuất hiện nhịp hồi trong ngắn hạn thôi, 1070 lưu ý vùng đó cộng trừ 10 điểm. FLT này chưa rơi, mã phiếu này thì nên tránh xa, khả năng sẽ rơi bù á. Nhìn chung mình chỉ thấy chưa rơi sẽ rơi bù, giống như con gì ạ, giống như ANV đoạn trước ấy, DCM này đoạn trước này, bất động sản rơi, chứng khoán rơi, mà phiếu này chưa rơi nó rơi bù này, rơi kinh lắm, cũng rơi các kinh này đó. Thì mà phiếu như FLT nên tránh xa này, có thì đang tổ chức họ đang cho nhiều tư thoát thì canh thoát ra cho an toàn. Rồi DG World tương tự như vậy, hồi lên để bán thôi. FPT này khả năng nó hồi thì hồi cùng lắm giá đâu khoảng là 89, sau lại quay đầu nó giảm, nhờ tôi có canh hồi đi hạ, điểm mua mới chưa có. Dòng dầu khí đi, dòng dầu khí BVD này, BVD thì em có phân tích khá là lâu rồi, anh chị thấy đi, đánh bao năm trời nó xuất hiện cái bull trap này lên này, là cây bán này chứ không phải cây mua, bùng nổ gặp kháng cự là để bán, em phân tích khá là rõ. Nhà tôi nào có xem video em nói rất khá là rõ, nhà tôi đánh qua bắt các chu kỳ đi sẽ hiểu cái tính cách của con BVD. Anh chị thấy đi, bùng nổ lên gặp kháng cự rơi cơ mà sau vài gian mới đánh lên đúng giờ, hay anh chị thấy đây bùng nổ lên bắt đầu mở biên rơi rồi sau quay một thời gian mới bắt đầu đánh tiếp. Ở đây anh chị thấy là tiếp tục này xuất hiện rất nhiều cái giai đoạn như thế, đây bùng nổ lên đúng giờ, trần con này nó khớp đỉnh còn lớn hơn cái phiên đó nữa, 24 điều phiếu này rồi gặp kháng cự cân bằng sai ra hai đỉnh này mở biên rơi sau quay thời gian mới bắt đầu lên, thì BVD hiện tại cũng tương tự như thế đúng giờ, bùng nổ lên này gặp kháng cự này, đây là kháng cự nó này, bùng nổ gặp kháng cự này đó, thì khả năng sẽ mở biên nó rơi một thời gian cho rơi, khả năng nó không rơi đây đâu, em đánh giá nó rơi vì đâu đây nè, đó vùng gap trước của nó này đó, nó sideways thời gian sẽ có nhịp để chúng ta đánh đó, chúng ta cứ chờ đợi đáy trung hạn đi, thì BVD sẽ cái là con sẽ nhắm tới để đánh đối với dòng dầu khí. BS cũng tương tự thôi, nó sẽ đi theo con leader, nó sẽ đi theo dòng bên BSR cũng như vậy này đó. Nhìn chung nhà tôi có canh hồi đây hạ này, nếu mua mới chưa có, nhìn chung thì dầu khí thì BVD đoạn sau trung hạn sẽ đánh được. Tiếp tục đối những mã cổ phiếu của dòng gì nữa à, của dòng công nghiệp đi, KBC này rơi cũng khá là kinh, những phiên gần đây này rơi 4 5 phiên sàn liên tục này, giờ thấy này rơi kinh không à? Một phiên sàn này đây tặng cho hai phiên sàn nữa, hôm nay phục hồi là bình thường, rơi 3 phiên phục hồi là bình thường, thì ở đây nó cũng phục hồi để quỳ trị tới là giá 28 thôi, thì lên đây để bán này, điểm mới chưa có này, nhìn chung nó sẽ chưa mở biên rơi hết nên quan sát thêm. Giống đoạn này anh chị thấy này nó rơi bao nhiêu nhịp vậy, một nhịp này, hai nhịp này, sáu nhịp phục hồi ngắn này, lại tiếp tục rơi tiếp đúng giờ, và đang ở trong một nhịp hồi ngắn ngắn như thế này, nó hồi ngắn ngắn lên sẽ rơi tiếp này, sideways sideways nó mở biên rơi thì sẽ có nhịp hồi trung hạn đó. Thì những mã phiếu này này nó rơi khả năng sẽ phục hồi ở đây, ví dụ phục hồi ngắn đây nó sẽ bắt đầu mở biên rơi tiếp rồi đâu khoảng về đây này đó, rồi đây này thị trường chúng ta sẽ có nhịp phục hồi trung hạn đó, đánh giống tương tự như cái biểu đồ bên đây anh chị thấy đi. Ông C. Lee nó có một câu rất nói rất hay đúng chưa ạ, doanh nghiệp thay đổi, ban lãnh đạo của công ty có thể thay đổi, nhưng mà gì à, tâm lý đầu tư có bao giờ thay đổi đâu, tại vì chu kỳ cảm xúc con người có vui buồn hờn giận này hoang mang sợ hãi gì đó thì cũng sẽ lặp lại như vậy, nên chị thấy đi, những gì đã xảy ra trong quá khứ nó sẽ có thể xảy ra lại trong tương lai đúng giờ, 80% nó sẽ xảy ra như thế. Và anh chị thấy là chưa có khúc mở biên rơi như này sẽ chưa tham gia đâu, mở biên rơi phục hồi phải cân bằng hai đáy ba đáy, em sẽ hướng nhau tình tham gia cái nhịp trung hạn này, còn bây giờ chưa điểm mua đối với KBC. SC tương tự thôi, thì anh chung cũng đã đi sơ lược qua dòng thị trường để tôi có thể nắm bắt và tham khảo, thì view của em là như vậy, nhờ tôi có thể nắm bắt nha, sẽ có nhịp hồi lên giá 1070 rồi bắt đầu quay đầu giảm, có thể về giá khoảng là 970 và 956 sẽ có nhịp hồi trung hạn đó, phân tích khá rõ ràng, có thể về đây này đó, 956 về đây này là hợp lý nhất này để có nhịp hồi trung hạn lên trở lại đó, kịch bản là như thế, nên lưu ý với kịch bản này và tôi có thể lưu video này để có thể kiểm chứng trong cái thời gian sắp tới. Cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe và ủng hộ kênh, anh chị thắc mắc gì có thể là comment video này để dân có thể hỗ trợ tin một cách tốt hơn, còn chị nhà đầu tư nào ấy mà muốn vào những room khuyến nghị để chờ đánh một cái nhịp gọi là một nhát định nhân sơn ấy, và tìm kiếm đúng cái cổ phiếu cũng như là chọn đúng cái thời điểm để mình vào trung hạn ấy, thì có thể là nhắn tin với bạn trợ lý để dân có thể như nào ạ, để có thể là cập nhật hàng ngày để giao tư có thể tham khảo.